chào các bạn, mình là Tiền, mình từ bệnh viện thú y Kinh Bắc Hà Đông. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn về chuyên đề tiếp theo trong cái chuyên đề nôn, đó là xử lý cái vấn đề nôn do ngộ độc. Thì ngộ độc thì có thể ngộ độc nói chung do ngộ độc thực phẩm, ngộ độc thức ăn, hoặc là ngộ độc cái những cái vật mà bạn ấy ăn phải, cái đồ lạ, hoặc là đôi khi có thể ngộ độc các loại bả của các bé bị đánh. Thì đầu tiên thì mình sẽ nêu qua các bạn về cái triệu chứng của việc nôn mà khi mà ngộ độc để mình có thể nhận biết được. Thứ nhất là khi các bạn thấy là một bé bị nôn do ngộ độc thì các bé sẽ nôn một cách liên tục, có nghĩa là nôn quặn thắt ruột ra, các bạn sẽ ủ cục cả bụng và nôn ra nôn rất là nhiều luôn. Tần suất nôn là cứ khoảng 10 đến 15 phút các bạn nôn một lần, nôn gần như là không còn gì trong ruột, các bạn ấy vẫn cứ nôn. Đó là biểu hiện nôn thứ nhất. Thứ hai là nhiều bạn là miệng nôn trôn tháo, và ngoài một số bé thì ngộ độc thì có thể là ra hiện tượng đi ngoài, vừa nôn kết hợp với đi ngoài tóe ra luôn, đi ngoài rất là lặng luôn. Đấy là cái biểu hiện đầu tiên của việc mà mình có thể xác định được có phải bé bị ngộ độc hay không. Biểu hiện thứ hai đó là nhiều bé thì chỉ nôn rất là nhẹ nhàng thôi, nhưng bé sẽ kết hợp với cái hiện tượng là đi ngoài phân theo kiểu là rớt vài giọt máu, theo kiểu là đi rất là khó, kiểu giống như là bị kiết lị. Đó là khi mà nhiễm cái độc tố đó thì các bạn ấy sẽ bị cái hiện tượng là đi cái phân như thế, cong mông lên dặn và dặn rất là khó, mỗi lần dặn ra chỉ một chút máu thôi, kết hợp vẫn có hiện tượng nôn. Đó. Cái thứ ba của cái nôn do ngộ độc đó là nhiều bé thì có hiện tượng nó nằm vừa nôn kết hợp với đi ngoài, hoặc nhiều bé và kết hợp với hiện tượng sốt. Các bé bị ngộ độc của bé sẽ sốt rất là cao luôn. Sốt theo kiểu là sốt rét, có nghĩa là khi mỗi cái cơn mà các bạn ấy sốt rét là bởi vì các bạn ấy bị nhiễm trùng, cái chất độc này nó quá cao, nó gây ra hiện tượng nhiễm trùng huyết và các bạn bị sốt cực kỳ cao luôn. Và qua cái giai đoạn sốt cao thì nhiều bé sẽ bị tụt nhiệt độ, và khi đã tụt nhiệt độ rồi thì cái khả năng mà cấp cứu và sơ cứu và chữa thì rất là khó. Đó. Thì chúng ta sẽ phải xác định là xem bé có đúng là cái bị cái nguyên nhân cái bị ngộ độc đấy không. Vì nhiều bé là có thể là khi chúng ta bị chỉ là nôn thông thường thôi, hoặc ăn phải cái gì, hoặc là nôn do dị vật, thì đấy là những cái chuyên đề nôn khác. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn về cái xử lý cái bé bị nôn do ngộ độc đấy như thế nào. Thì đầu tiên thì cũng giống như cái việc nôn như hôm trước, là chúng ta sẽ phải loại bỏ hết toàn bộ ra. Bạn sẽ thấy khi mà con chó nôn thì cái miệng của nó sẽ bị ướt nhẹp ra, mồm nó sẽ dính rất là nhiều dãi rớt. Thì việc đầu tiên là chúng ta sẽ phải loại bỏ toàn bộ cái dịch rớt dãi ở trong miệng của bé ra, bằng cách là chúng ta lấy khăn ướt hoặc là lấy khăn vải chúng ta lau hết toàn bộ ra, để giảm cái hiện tượng mà khi vẫn còn những cái chất ở trong miệng đấy các bé sẽ buồn nôn và nôn tiếp. Đó là lau sạch ra. Thứ nhất là phải loại bỏ ra, và thứ hai là chúng ta quan sát xem là cái bãi nôn của bé. Ví dụ một số bé có thể ngộ độc thì các bé có thể là ví dụ như là đi ăn phải con rán hay là con rán hay con gì đó, cóc chẳng hạn. Đó, khi mà nó ăn phải và nó gây ra hiện tượng ngộ độc thì nó nôn ra những cái xác của cái con đấy, thì mình có thể xác định được cái nguyên nhân ngộ độc do đâu. Hoặc là một số bạn thì có thể nuốt phải cái hạt chống ẩm, hoặc là nuốt phải những cái dị vật. Đó thì chúng ta sẽ biết được xem là bạn ấy nôn ra những cái gì, là chúng ta sẽ phải kiểm tra cái bãi nôn của bé xem có gì không. Hoặc một số bé là xuất huyết dạ dày mạnh quá thì nôn ra máu, hoặc chúng ta sẽ phải kiểm tra kỹ. Đó là kiểm tra cái bãi nôn. Và sau khi chúng ta xác định cái bãi nôn và xử lý sạch cái miệng của bé thì chúng ta sẽ bổ sung, đó chính là điện giải. Chúng ta vẫn sẽ sử dụng cái điện giải, bởi vì là cái điện giải khi các bé bị nôn như thế là và đi ngoài như thế là các bé sẽ mất nước rất là nhiều, và tuyệt nhiên là chúng ta phải bổ sung điện giải. Các bạn khi mà các bạn nôn như thế, các bạn rất là háo nước, bạn sẽ vào uống nước liên tục, và nhiều bạn thì uống nước xong thì lại nôn ra. Nhưng mà khi chúng ta cho cái điện giải vào thì uống điện giải thì nó sẽ cân bằng hơn và sẽ giảm cái hiện tượng là các bạn ấy nôn hơn. Đó là chúng ta pha điện giải theo đúng cái tỷ lệ. Chúng ta có thể mua điện giải của động vật hoặc mua điện giải của người thì đều được. Đó. Khi pha điện giải xong thì các bạn bơm cho bé uống. Thì chúng ta bơm cho các bé uống khoảng 2-3 xi lanh để thử kiểm tra cái phản ứng của bé như thế nào. Hoặc một số bé có thể tự uống được thì chúng ta khuyến khích để cho các bé uống và theo dõi phản ứng tiếp theo. Nếu bé nào uống được mà giảm cái hiện tượng nôn đi và kết hợp với các bé đi ngoài, bé nào mà vừa nôn mà đi ngoài thì mình thấy là cái hiện tượng ngộ độc nó sẽ nhẹ nhàng nhất, bởi vì là các bạn ấy vừa nôn là vừa đẩy được cái chất độc ra này, sau các bạn đi ngoài này vừa thải được cái chất độc ra thì các bạn ấy sẽ nhanh, rất là nhanh tỉnh. Thì đối với những bé đó thì chúng ta chỉ cần bổ sung thêm cái men tiêu hóa cho các bé để ổn định cái đường ruột, ổn định cái dạ dày thì là ổn, kết hợp với uống điện giải thôi. Còn một số bé thì là có cái hiện tượng mà các bạn thấy nôn liên tục, chúng ta cho nước vào vẫn nôn rất là mạnh luôn và không có hiện tượng đi ngoài, bởi vì là cái dạ dày và ruột của bạn ấy chưa tiêu hóa được cái thức ăn đó, chưa tiêu hóa được cái chất độc đó, thì chúng ta phải đưa những chất vào để chúng ta trung hòa được cái độc tố đó. Thì có một cái chất trung hòa đó là chúng ta dùng cái than hoạt tính. Thì chúng ta sẽ cho các bạn uống than hoạt tính. Mình thì mình khuyến khích, bởi vì là khi than hoạt tính các bạn mà cho giã ra dạng nước thì các bé rất là khó uống, thì các bạn có thể nhét trực tiếp vào miệng. Các bạn cho uống than hoạt tính, cứ 30 phút các bạn cho uống một viên than hoạt tính. Nếu mà bé hấp thụ được tốt thì sau đó thì khoảng
2 đến 3 tiếng sau là bé sẽ đi ngoài và bạn thấy đi ngoài ra nguyên cái màu đen của than hoạt tính, thì đồng nghĩa với là cái chất độc ở trong đó sẽ bị hấp thu và các bé sẽ tỉnh táo lên rất là nhanh. Đó là phương pháp của bạn mà ngộ độc thứ hai. Còn nhiều bạn là ngộ độc rất là nặng, chúng ta cho uống than hoạt tính và chúng ta cho uống điện giải các thứ, các bé vẫn sốt và các bé vẫn nôn rất là nhiều, không thể xử lý được, thì chúng ta sẽ vẫn tiếp tục cho uống điện giải, uống than hoạt tính và kết hợp thêm uống cái bao liên mạc dạ dày và ruột. Có nghĩa là khi mà cái ruột như vậy là chúng ta phải nghĩ đến việc là các bạn đã bị tổn thương ruột rồi, các bạn sẽ đi ngoài rất là nhiều, đi ngoài liên tục luôn, thì không kiểm soát được chúng ta sẽ phải bao cái liên mạc dạ dày và ruột lại. Chúng ta sử dụng cái Smecta này, chúng ta hòa ra và chúng ta cho uống. Chúng ta cho uống hòa loãng loãng ra cho uống, vì cái Smecta hơi khó uống nên các bạn có thể cho thêm một chút đường gluco vào và điện giải cho uống cũng được. Kết hợp với ba cái phương pháp như vậy, nếu mà bé nhà chúng ta vẫn chưa có tiến triển và thậm chí là các bạn thấy là hiện tượng sốt liên tục này, hoặc là nhiều bé thì là cứ đi ngoài liên tục và không kiểm soát được, thì những trường hợp đó thì chúng ta sẽ không thể tự kiểm soát được, bởi vì khi đi ngoài nhiều quá mà mình đã dùng những cái thuốc như thế này rồi mà các bé vẫn không có khả năng tiến triển, thì chúng ta đưa đến các bệnh viện thú y để các bé có thể được truyền dịch hoặc có thể được tiêm những cái thuốc, hoặc đôi khi có thể rửa ruột khi mà chúng ta, hoặc là gây nôn khi mà các bé đã bị ngộ độc những cái chất, cái thực phẩm hoặc là những cái chất mà ngộ độc quá nặng. Thì đó, thì trên đây thì là những cái chia sẻ của mình để giúp các bạn chăm sóc các bé khi mà vô tình các bé ngộ độc phải cái gì đó, và xử lý, hướng xử lý của các bé. Thì hy vọng là những chia sẻ vừa rồi thì sẽ giúp ích các bạn trong quá trình chăm sóc. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn ở những chia sẻ tiếp theo.